Tao đi xuống 1.900. Ừ, tao quen một con này. Ngực tấn công mông phòng thủ này. Úi dồi ôi, khá nhờ. Úi, chẳng được thì sao? Một tuần. Một tuần cái gì? Một tuần mà mày cưỡng nói. Tao mất mày 1.000.000. Này, cho tao bon nó thêm 150 nữa. Ừ, nhưng mà nếu mà không tán được thì sao? Thì tao chỉ cần số em nó thôi mà. Cái số đó cái gì? Chốt luôn. Chốt nhá. Đứa nào? Cứ thế mà đi à? Tôi ném chai nước vào thùng rác, không bay chúng phải cậu. Và tôi vừa ném nó vào thùng rác rồi đấy. Không biết nghĩ à? Tôi đang muốn cậu phải xin lỗi tôi đấy. Thì xin lỗi, được chưa? Thì tôi xin lỗi, được chưa? Được lắm. Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác này. Để rồi xem. Một tuần. Nhưng mà nó xem gì? Cô hẹn tôi ra đây à? Có chuyện gì không? Tôi là người không thích lòng vòng. Nói thẳng luôn nhé, chúng ta hẹn hò đi. Này, trong tất cả những loại người tôi đã từng gặp thì cậu là loại người tự kiêu và ảo tưởng nhất đấy. Cậu không thấy sao? Tôi có tất cả. Có ngoại hình, có một khối tài sản lớn, cũng như có địa vị trong trường. Nhưng mà tất cả đều là người khác cho cậu mà. Ừ thì ai cho thì có quan trọng đâu. Quan trọng ấy là tôi có tất cả mà. Nếu mà cậu chịu theo tôi ấy thì tôi sẽ chia cho cậu. Cậu nói xong chưa? Cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nói những thứ vớ vẩn này thôi à? Sao? Vớ vẩn? Cậu có biết đây là một lời đề nghị tốt không? Lãng phí thời gian. Tôi nói thật đấy. Chắc cậu mới tới nên chưa biết. Tôi có. Tôi không quan tâm. Được lắm. Để xem mày trải nghiệm được bao giờ. Ui, mẹ đi, con ngồi đấy. Đi.
Nhận đi hot boy đấy. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Là như quên. Xứng đáng được những thứ tốt đẹp hơn như thế này mà. Tạ Uyên, tôi đã bảo cậu rồi mà. Tôi sẽ không thích cậu. Bây giờ không, sau này lại càng không. Tại sao? Người như cậu chẳng có lý do gì để tôi thích cả. Cảm ơn Son nhá. Không. Hả? Cậu bị trẹo cổ à? Ôi chết rồi, nó bị trúng gió rồi. Ôi dồi ôi, thế này là ốm chắc rồi. Covid rồi. Thế này là ốm rồi. Tao bảo mày cút, hiểu không? Tháo lợn đây. Chào mẹ nhé. Tôi đến đây để hỏi cậu. Tối nay cậu rảnh không? Không rảnh. Tớ đã bảo mày rồi, nó không nhận mà, cứ khích tao. Thì thất bại là mẹ của thành công mà. Thì ai muốn khôn cũng phải dạy đôi ba lần. Mày bây giờ mày muốn thành công luôn thì cứ ra Trần Duy Hưng thôi. Thành công luôn. Mày gì cũng hay. Bây giờ người nhục mặt ấy tao này. Mặt mày chứ nhục mặt bọn tao đâu. Ừ, đúng đúng. Lại còn hoa hoét nữa. Đấy, cho mày. Cậu nhận cho tớ vui vẻ. Không rảnh. Mấy thằng sợ hơi. Chả hiểu sao lúc tôi say tôi lại nhìn thấy em nhỉ. Gương mặt khó chịu. Nhìn kỹ tôi xem, tôi là thật hay ảo? Đau thật đấy. Thế đây là thật á? Đến cái lúc say rồi còn giở trò biến thái nữa. Mà tôi chưa thấy ai như cậu uống rượu buổi sáng. Là Uyên. Mọi người ơi, là Uyên đấy. Là người tôi thích đây này. Thôi đi, say rồi, đi về nhà đi. Cả cái đất Hà Nội này đều là nhà của tôi mà.
Thôi đang ở nhà chứ đang ở đâu nữa. Này, này, đừng có mà lợi dụng nhá, bỏ ra. Này, khóa đây. Cậu nói tử tế được không? Tôi đang rất tử tế với cậu đấy. Đưa đây. Phải nói là anh Hiếu ơi, cho em xin chìa khóa. À, thì tôi mới đưa. Tôi nhịn cậu hơi lâu rồi đấy. Đưa đây. Tôi hỏi lại lần cuối, đưa không? Không. Bây giờ cậu không đưa thì ok, cho cậu luôn đấy. Xin lỗi. Cái nồi nước không? Để tôi đi mua. Cậu hẹn tớ ra đây đúng không? Vậy bây giờ cậu muốn đi đâu? Để tớ đưa đi. Không thắc mắc. Tại sao lại hẹn cậu đến đây ạ? À? Thì ra đây là hẹn hò mà. Ngoài hẹn hò ra thì tớ không nghĩ được cái gì hết ấy. Chắc là tình yêu vào con người ta trở nên ngu muội. Thế á? Loại người như cậu làm gì đủ tư cách để hẹn hò với tôi? Cậu đang nói gì vậy? Chúng ta không phải đang hẹn hò sao? Hẹn hò á? Rất tiếc. Tôi không như đứa em gái của mình. Ngu xuẩn, mới yêu phải cậu. Em gái cậu? Phải. Rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu muốn gì? Muốn gì á? Tôi muốn cậu sống không bằng chết. Tôi cảnh cáo cậu nhé, đừng tưởng là con gái là tôi không dám làm gì. Tất nhiên là cậu sẽ không thể tha cho tôi vì tôi là con gái rồi. Loại người như cậu làm gì có trái tim. Thế rốt cuộc cậu là ai? Cậu thử nhìn kỹ tôi xem, có phải là rất giống một người mà cậu đã từng làm hại không? Đừng lòng vòng nữa, rốt cuộc cậu là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng ý, có một người mà cả đời này cậu không bao giờ được quên. Tất cả
gì nó đã từng đến trả, cậu sẽ phải trả bằng sạch. Em tưởng chúng ta sẽ đến khu vui chơi. Nhà anh cần nhiều cho vui hơn nhiều. Em chỉ ở đây một lát thôi, lát nữa em phải về ngay. Em sợ. Chúng ta yêu nhau mà. Lại đây. Mẹ em vừa nhắn tin cho em bảo em về ngay, có chuyện gấp. Em về trước nhá. Anh định làm gì? Tôi sẽ hét lên đấy. Em hét to lên. Em hét to lên. Ủa, nét rồi. Này xem nốt, bao giờ ra? Ui ơi, còn khoảng 12 giây nữa. Ui ui, em người ta dưới rực rạo ấy. Chúng mày làm gì đấy? Quay cái video làm kỷ niệm. Vào đi. Đây, để tao cầm cho. Thôi để tao quay luôn, tao quay luôn. Tránh ra. Tránh ra. Mày có trật tự không để cho tao còn quay vlog? Hóa ra là con nhỏ này. Tôi từng nghe nói nó có một người chị ở bên Mỹ. Đoán không nhầm thì là cậu đúng không? Phải, chính là tôi đấy. Vậy thì tôi cũng đoán được tại sao cậu ở đây rồi. Nhưng mà một mình cậu ấy thì làm được cái gì chứ? Thế à? Chúng mày bỏ tao ra! Chúng mày bỏ tao ra! Tao bỏ ra cơ mà! Từ mai, đừng làm mấy trò vô ích này nữa. Tôi xin lỗi. Không, không phải lỗi của cậu. Hoa cậu tặng, tớ rất thích. Nhưng mà người như tớ không đáng để nhận bông hoa đẹp như thế này. Với lại, ngày mai tớ chuyển trường rồi. Có lẽ là sẽ không bao giờ quay lại nữa. Sợ như thế? Vì nhiệm vụ của tớ đã xong rồi, không có lý do gì để tớ ở lại cả. Cậu không thể ở lại vì tớ được à? Tớ xin lỗi. Ê, mày biết gì ba con lên ở bên cạnh không? Phải. Tao nghe nói Khánh nó bị một đám người đánh què chân đang cấp cứu kìa. Còn cả Giang nữa bị tạt axit mất lưỡi mặt rồi. Kinh lắm. Bà thực Hiếu ý, nghe nói nó mất tích từ ngày hôm qua chưa về nhà luôn. Tăng cao của tao hết muốn đi học luôn ý. Trời ơi. Còn Hiếu đẹp trai của tao nữa. Trời ơi, chắc là động phải giang hồ bị bọn nó trả đũa đấy. Đây rồi. Bộ ba thanh niên xoái cao các chị đã hãm hiếp một cô gái này. Đâu đây? Video đây, nóng hổi nhá. Ui, Hiếu này. Có phải đúng rồi đây này. Ui, bà cũng bị thực tế. Ôi, kinh quá! Mày định tượng quá, không xem nữa! Kinh quá! Trời ơi, mấy cái thanh niên này, quả này là sống dở chết dở luôn đấy! Trời ơi! Mày định tượng!
sao cậu còn đến đây? Tớ đến để tiễn cậu. Tớ biết rằng cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, có rất nhiều tâm sự ở trong ánh mắt của cậu. Nhưng mà tớ vẫn luôn muốn rằng cậu sẽ được hạnh phúc. Cậu hãy nhớ rằng dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn luôn ở đây để đợi cậu.